Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ quyển 9, phẩm 30, không thoái chuyển. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Hôm nay Như Lai sẽ dứt trừ mối nghi của các vị, cũng khiến cho về sau này khi đọc tụng kinh ấy, người thuyết giảng về kẻ lãnh hội đều được dứt sạch nghi hoặc. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, Như Lai chính là bậc đã đạt được nhất thiết trí, là người đã có được tri thức về tất cả cũng như thuyết giảng về tất cả. Có pháp nào là không thấy, không nghe, không biết, không pháp nào là không thông tỏ, thấu đạt cả ba đời không chút trở ngại. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, Như Lai chính là bậc không gì hơn, không gì có thể so sánh. Đối với tất cả các pháp thể đều đạt được sự hiểu biết đúng đắn, an nhiên tự tại, không có chỗ nào phải quy ngưỡng. Như Lai nên muốn ở trong đại chúng tạo nên tiếng sơ tự đóng, gác bỏ trường hợp kẻ ngu si hành động theo chánh theo pháp của tà đạo, chẳng nên nói nhiều. Nếu các hàng thiện nam thiện nữ phát tâm cầu đạt quả vô thượng cho đại chánh giác, thì đối với pháp ấy phải nên nhất tâm siêng năng thực hiện. Vì sao phải nên suy nghĩ như vậy? Chư Phật trong vô lượng a tăng kỳ kiếp đã tập hợp các pháp vô thượng bồ đề, tại ở trong pháp ấy nếu sinh biến trễ, tất sẽ thành kẻ bất tín, trái nghịch, chẳng lãnh hội, chẳng có thể thông tỏ được. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu thực hiện theo bốn pháp thì sẽ chính là kẻ hủy hoại các pháp vô thượng bồ đề của chư Phật. Những gì là bốn pháp? Nếu xa lìa bạn lành, gắn bó với hạng ác tri thức, chạy theo sở học của những hạng ấy để hủy hoại các pháp đại thừa, đó là pháp thứ nhất. Đại nữa này, Tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát do tri kiến đạt được của mình quá lầm chấp về tâm ngã, nên đối với việc nghe các kinh điển hết sức tâm diệu thì lại sinh tâm kinh sợ lớn, nên bị rơi vào chốn hầm hố sâu. Đó là pháp thứ hai. Lại nữa này, Tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát theo học một cách lộn xộn các thứ kinh sách của ngoại đạo, xảo biện trong sự tranh luận, khiến được nhiều người kính nể. Người ấy chẳng thể tự điều phục tâm mình, cũng lại không thể điều phục các pháp do không thể chế ngự được, nên chẳng đi theo nẻo đại thừa. Đó là pháp thứ ba. Lại nữa này, Tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát hủy hoại những điều ngăn cấm, chẳng có thể thuận theo các giới luật do Phật chế ra. Nghe các giới pháp thâm diệu thanh tịnh tự tại ấy thì tâm chẳng thấu đạt, chẳng thể tin vui, mà lại trái nghịch, chẳng thọ nhận. Đây là pháp thứ tư. Bồ Tát nếu đã có bốn pháp ấy thì chẳng thể tin thọ, mà còn hủy hoại con đường giác ngộ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ người ấy, đã nói bài kệ: Nếu gần tri thức ác, cùng theo nẻo hành ấy, nên chẳng thích Phật đạo, phá hoại đạo vô thượng, trộm học kinh sách ngoài, xả biện ham tranh cãi, mọi phát ngôn từ đấy đều là hủy hoại đạo. Tuy tự xưng kẻ trí mà chính là người ngu, do duyên buộc như vậy nên chẳng tin nẻo giác. Nếu người ham đắm ngã theo sở kiến đạt được, nghe các pháp thâm diệu mà sinh tâm kinh sợ, người ấy chẳng thể rõ như thật không tịch diệt, chẳng thấu nẻo giác ngộ, nên chẳng thể tin vui. Do từ duyên phá giới nên tạo nghiệp bất thiện, chẳng thể thuận tu học giới luật theo Phật dạy. Ác khẩu cùng hai chiều, thích nêu lỗi kẻ khác, người như thế chẳng tốt ác nào mà chẳng làm. Vì thế nên xa lánh kẻ chẳng tin bồ đề, theo pháp chỗ ta khen tường nên chấp tu học. Nếu thấy người, nếu người muốn thấy Phật, muốn rõ pháp như thị, nên ăn trụ giữ giới, từ đấy sinh trí tuệ. Nếu người giữ giới tịnh, tâm bồ đề vận chuyển, do trì giới thanh tịnh, dứt mọi sở kiến ác, kẻ nên cầu bồ đề và giữ giới nghiêm tịnh, người ấy nơi Phật đạo mọi nghi nạn đều dứt. Lời nói này, Tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát có bốn pháp, nhờ đấy có thể hộ trì Phật đạo. Những gì là bốn pháp? Một, tự mình thực hiện việc giữ giới, phát huy tâm thiện, an trụ trong giới. Hai, rộng nghe, gắn học, đối với các sở, các sách vở chân chánh, không bị cuốn vào nếu tà luận. Ba, nghe kinh pháp của Phật thì siêng năng đọc tụng. Bốn, luôn có được sự an lạc ở nơi riêng lẻ, thuận theo hạnh xa lìa. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu thành tựu được bốn pháp như thế thì có đủ khả năng hộ trì Phật đạo. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa ấy, nên nói bài kệ: Bồ Tát trụ trong giới, không từ giới tự cao, là mong cầu phát diệu, quyết đạt nghĩa thâm huyền, đem pháp thâm sâu nhất cầu vô thượng bồ đề, chỉ tu chánh pháp Phật, chẳng theo luận ngoại đạo, trọn chẳng thích đọc tụng kinh điển lộ dài gia, chẳng ưa kỳ thích luận về hộ trì pháp Phật, thường hành pháp tịch diệt, vui trú xứ vắng lặng,
dứt mọi cảnh sắc dục nên tâm không loạn động. Tôi nay hộ chỗ khen ngợi bốn pháp vi diệu ấy, biết thành tựu Phật đạo. Các vị nên tu học tại ở trong các đời, luôn hành theo pháp ấy, được hộ trì pháp Phật nên thành tựu đại trí. Do hộ trì pháp Phật chẳng đọa nẻo xấu hèn, thường sinh chốn tôn quý, được nhiều người theo hầu. Giàu sang lắm của cải mà chẳng hề phóng dật, đem hết tạo phước đức, biết tài sản vô thường, như thế là thuộc mình, chẳng thấy mình chẳng được. Thế ta cùng tài sản mạng chung đều lìa bỏ, nên được quyến thuộc thiện, cũng được thiện trí thức. Cha mẹ các thân tộc đều an trụ pháp Phật, thường vui hành pháp lành, cũng khiến người tin vui. Do được niềm vui lớn nên ta tu chánh pháp, luôn sinh nơi thế gian, nhà sang giàu danh giá, cuộc sống không phóng dật, tuân chư hành pháp lành, nơi thân mạng tài lợi chẳng sinh trưởng bền lâu. Chư Phật thật khó gặp, xứ không nạn cũng có, gặp Phật dứt cán nạn nên khởi lợi ích lớn. Tâm thường thích xuất gia, nhân đấy trí tuệ sinh, tâm sinh hoan hỷ lớn và cầu tuệ tối thắng, luôn an trụ trong pháp, phát khởi đạo vô thượng. Lại nữa này tôn giả, Xá Lợi Phất, Bồ Tát có bốn pháp, nhờ đấy mà tâm luôn vui vẻ, tu tập đạo pháp tự đem lại sự an định, có thể tự giác mình biết rõ là nhất định sẽ làm Phật, được chúng sinh trong mười phương biết đến. Những gì là bốn pháp? Một, mọi sở hữu trong ngoài nên giúp hết để thi ân giúp đỡ. Hai, an trụ trong giới luật, tu tập các công đức. Ba, ở nơi đám kẻ trí là bậc hết mực tôn quý, không ai hơn, vì các pháp thâm diệu mà chẳng hề tiếc thân mạng. 4. Tháng có người đọc tụng kinh thâm diệu này thì nên tăng thêm sự cúng dường, kính lễ, hộ trì. Đạt được đầy đủ bốn pháp ấy thì tâm luôn được vui vẻ, có thể tự đem lại cho mình sự khích lệ lớn. Ta nhất định sẽ thành tựu đạo quả Phật Đà, tôn hiệu được chúng sinh trong mười phương biết đến. Bây giờ, Đức Thế Tôn nhằm làm sám tỏ ý nghĩa ấy, nên đọc bài kệ, thể lìa mọi tài sản, an trụ trong giới tịnh, tối thắng trong hạn trí, chẳng y pháp không tịnh. Nếu thấy người đọc tụng ta trì cùng chuyện nói kinh thâm diệu như thế, cũng dường mọi an lạc. Vì vậy Bồ Tát ấy hành đạo tâm luôn vui, nên tự nhận làm Phật, thường làm thế trung tôn. Nhiều quá khứ vị lai cùng chư Phật hiện tại đều bày lời thọ ký, người tất sẽ giác ngộ. Nếu người theo học ấy các pháp nơi chư Phật nên biết Bồ Tát đó an trụ đạo vô thượng, pháp ấy được Phật khen, nẻo hành chư Bồ Tát, người đó trụ trong pháp nên thành tựu Phật đạo. Ví như dùng bình đất từ cao rơi xuống thấp, khoảng giữa không gì ngăn nên biết tất vỡ nát. Bồ Tát cũng như thế, xin tu tập đạo ấy, khoảng giữa không kẹp phá tất sẽ thành quả Phật. Vì cho người đang dệt sợi dọc ngang thứ lớp trong ấy đều thông suốt nên mau được thành tựu. Bồ Tát cũng như vậy, thường tu tập pháp ấy, hành hóa không biến trễ nên đạt đến quả Phật. Nếu người nơi ruộng tốt, gieo trồng cây ăn trái, luôn chăm sóc bón tưới, dần khiến được tươi tốt, theo thời mà nuôi giữ, ngăn che gió nóng lạnh, cây ấy dần thêm lớn, hoa trái triểu nhánh cành, bóng rợp thật mát mẻ, khiến người vui dừng chân, hoa trái đơm cho người, vì người tạo lợi ích. Bồ Tát cũng như thế, trước gieo tâm Bồ Đề, dân tu nẻ Bồ Tát, học hỏi hạng đa văn, theo lúc hành trí tuệ, luôn giữ giới thanh tịnh, ngoài các pháp Bồ Tát đều thực hiện chẳng quản. Lần lượt trên nẻo ấy sẽ ăn tọa đạo tràng, phá trừ đám quân ma, đạt vô thượng Bồ Đề. Theo thời chuyển pháp luân, khắp mọi nẻo thế gian, dần độ tác chúng sinh, dần dắt vô lượng chúng, bậc đại trí như vậy, phát tâm vô thượng ấy đời đời không thoái chuyển, cho đến khi giác ngộ. Vì thế các vị nay đã giúp tu pháp ấy, đến lúc sẽ thành Phật, tùy thời chuyển pháp luân. Lại nữa này, tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát có bốn pháp, nhờ đấy mà chung cụ không hề tái chuyển đối với đạo quả vô thượng Bồ Đề. Xả thân đương là chuyển luân thánh vương, để đạt được phước đức tùy ý, có được thân tướng to lớn mạnh mẽ như Na La Diên, là bỏ chuyển luân thánh vương, là bỏ bốn cõi thiên hạ mà xuất gia cầu đạo. Đã xuất gia rồi, nó được tự tại tu bốn pháp phạm hạnh, mà chung được sơ lên cõi phạm thế, là bậc đại phạm thiên. Những gì là bốn pháp?
Này, tôn giả Xá Lợi Phất Bồ Tát nếu trông thấy tháp miếu của chư Phật bị hư hại, thì nên dốc sức tu sửa, thậm chí chỉ một ít đất đá hoặc hồ vữa. Đó là pháp đầu tiên cho đến khi được làm Đại Thiên Vương. Lại nữa này tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu ở nơi những nơi ngã tư đường lớn, nhiều người qua lại và xem thấy xây dựng tháp miếu Phật, tạo lập các hình tượng nhằm tạo duyên cho mọi người luôn nhớ nghĩ đến Đức Phật, cùng gây phước đức tốt đẹp như hình tướng của lúc chuyển pháp luân cùng xuất gia tìm đạo, hoặc lúc ngồi nơi đạo tràng, hoặc lúc phá trừ đám ma quân, hoặc khi hóa hiện thần lực, hoặc lúc nhập vô giới niết bàn, hoặc hình tướng từ trên cõi trời đi xuống cõi đời. Đó là pháp thứ nhì cho đến khi được làm Đại Phạm Thiên Vương. Lại nữa này tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát đã thấy các vị tỳ kheo tăng bị đổ vỡ vì hai bộ chúng tranh cãi giận dữ nặng lời với nhau. Bồ Tát lúc bấy giờ và dốc sức tìm kiếm phương tiện để giúp họ tạo lại sự hòa hợp cũ. Đó là pháp thứ ba cho đến khi được làm Đại Phạm Thiên Vương. Lại nữa này tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát nó thấy Phật Pháp sắp bị suy diệt thì có thể dốc tâm đọc tụng thuyết giảng, thậm chí chỉ một bài kệ khiến cho đạo Pháp không bị dứt tuyệt. Từ đấy siêng năng tu tập vì sự nghiệp hộ Pháp nên luôn cung kính cúng dường các vị Pháp Sư. Chuyên tâm hộ Pháp chẳng tiếc đến thân mạng mình. Đó là Pháp thứ tư. Bồ Tát nếu thành tựu được bốn pháp ấy thì đời đời thân mạng lưu chuyển được làm bậc chuyển luân dương, có được thân tướng to lớn với sức mạnh như Na La Chiên, để bỏ bốn cõi thiên hạ mà thực hiện việc xuất gia cầu đạo. Đã xuất gia rồi thì được theo ý tu tập bốn pháp phạm hạnh, mạng chung thì được sinh lên cõi Phạm Thế là bậc Đại Phạm Vương. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ thêm ý nghĩa ấy nên đọc bài kệ: thấy tháp miếu Phật hư nên dốc công tu sửa, Bồ Tát từ nhân ấy sẽ được thân lực khỏe. Nơi ngã tư đường chính tạo dựng tháp miếu Phật, nêu rõ phước tướng Phật khiến mọi tâm thanh tịnh, cho được phước báo lớn, tiếng thơm lưu mãi lưu truyền, quyến thuộc theo đông đảo, lắm người được xưng tụng. Như thấy tăng chúng suy lại cùng nhau tranh cãi, tìm phương tiện hàn gắn khiến trở lại hòa hợp. Do từ phước duyên ấy, dũng mãnh không ai hơn, đạt được thân lực khỏe khác nào Na La Diên. Thấy Phật Pháp suy diệt, không còn người tuân thọ, nên dốc tâm hộ trì, chẳng tham thiết thân mạng. Thế kẻ hộ trì Pháp, thêm cung kính cúng dường, làm cho thiên hậu cận, được chư Phật hộ niệm. Do từ nhân hộ Pháp, sẽ làm chuyển luân vương, đi khắp bốn thiên hạ, đem Pháp hóa muôn nơi, từ thống lãnh các nước mà không hề phóng dật, đã chán ghét mọi dục, lìa nước để xuất gia, siêu tu tập tứ thiền, đủ mọi lực thần túc, tịnh tu bốn phạm hạnh thuận với các pháp lành. Nơi ấy khi mạng chung được sinh cõi Phạm Thế, trong hàng chư Phạm Thiên được làm Tự Tại Vương. Bốn pháp thượng diệu ấy, chư Phật luôn khen ngợi, ta vốn là Bồ Tát cũng gần gũi dốc tu, theo chỗ lãnh hội pháp như thế mà tu tập, để đủ đến bờ giác đạt vô thượng Bồ Đề. Nếu người dốc tu học, nẻo đạo Pháp ta đi, đời đời luôn tôn quý, sức lớn khó ngăn hoại. Người được muôn người kính, chư Thiên Vương đao lợi, cũng nơi cõi dục giới được làm Tự Tại Vương. Lại đến cõi sắc giới mà làm Tự Tại Vương, mọi chốn đều tôn quý, ai chẳng hành đạo ấy. Quý trì giới nghiêm tịnh, luôn tự xét hổ thẹn, sở nguyện đều thành tựu, đủ các mọi phước thiện. Xin tu tập không quản, hành đủ nhẫn thiền định, đạt đại trí vô thượng, thông tỏ hết thảy pháp, trăm ngàn vạn loại, vô lượng pháp, phương tiện, thể đều được trọn nên chống đạt mọi diệu nghĩa. Nên chỉ trong một câu, nêu giả nghĩa vô lượng, mọi hành nghề thiện xảo, đâu đạt hạng tối thắng. Trí tuệ lớn thường đạt đủ mọi nẻo biện tài, cho tâm hành Bồ Tát, để bỏ kiến thức khác. Tâm hành tu chánh trực, nên khéo tu chánh kiến, nên được gặp chư Phật, dứt sạch hết mọi nạn. Từ ấy là hơn hết,
cho chư Phật ngợi khen, nên thừa vi diệu đó không ngăn kẻ lỗi lầm, không ngăn bao kẻ mù, cũng không ngăn người điếc cùng tàn tật trăm bệnh, cấm ngậm bao xấu xí, cũng không ngăn khổ nghèo cùng kẻ ức ít phước đức, chẳng ngăn tạo nghiệp ác, nếu ác kẻ gây nhân, ai nghe khen thừa ấy dứt hết thảy mọi ác, mà sẽ chẳng tu học, chỉ trừ kẻ thích ác. Vì thế kẻ cầu trí nên cầu Phật tuệ ấy, do thu học tuệ đó đạt các pháp giải thoát. Ta đời đời thân chuyển luôn sinh chốn tôn quý, tướng đoan chánh khỏe mạnh, quyến thuộc luôn đông đủ. Ta chưa từng biến trẻ, xin tu tập tinh tấn, luôn tịnh giới, tịnh giữ giới luật, thường nhất tâm tu tuệ. Thời quá khứ ta từng tu tập nẻo pháp thiện, nên được nhận báo này, các vị hãy xem đủ qua trăm ngàn vạn ức vô số này cho ta. Nơi từng ấy thế giới trí ta tất thông đạt, còn thấu rõ trong ấy hết thảy tâm chúng sinh, lại biết mọi nẻo hành cùng cõi sâu an lạc. Ta rõ nẻo hợp kia đem tâm bồ đề hóa, còn biết điều phục tâm lại khiến tâm phấn tấn. Ta dùng Phật nhãn xem tâm mọi loài thế gian, biết chỗ nên giáo hóa cứu độ nẻo sanh tử, tùy thời đến thuyết pháp giáo hóa chỉ dẫn nẻo, hiện diệu luật thần thông khiến đều được vui vẻ. Chúng sinh nếu tham đắm thân sắc cùng của cải, chỉ rõ mọi lầm lỗi nhân ấy đạt niết bàn. Nếu người bị buộc nặng giữa nơi các tà kiến, cũng chỉ rõ nẻo chính khiến biết được lỗi lầm, theo chỗ chúng sinh quý đủ mọi thứ sắc hình, ta liền vì hóa hiện chỉ rõ nẻo đường chính. Người ấy đã được pháp tâm hoan hỷ thêm kính, liền nghĩ rằng Phật ấy thương mình nên giáo hóa, tức thì quy y ta lại quy y thánh pháp. Sau đã dần khiến đạt nhổ sạch mầm khổ não, vì người ấy thuyết pháp khiến được đạo tịch diệt, người ấy nghe pháp ta dần dần đạt niết bàn. Như ta hiện nay vậy, các pháp thảy vô ngại, quá khứ và vị lai trí ấy cũng như thế. Thân Phật rất cao lớn, vượt quá mọi hạn lượng, kẻ có đại thần lực tướng đỉnh cũng không thấy. Phật lực thật vô lượng cũng vượt mọi giới mốc, do từ lực vô lượng bao trùm hằng sa cõi, những gì là Như Lai. Hình sắc tướng chân thật hết thảy mọi chúng sinh, không ai lượng tới nổi nếu có chúng sinh đến. Muốn thấy hình sắc Phật, liền thấy đủ mọi thân, chẳng thể giữ tướng định, thấy thân Phật biến hóa, tâm hoan hỷ hết mực, đủ mọi lời tán dương, đó chính là lập lạc. Hết thảy mọi chúng sinh không thể thấy thân Phật cho đến dùng thiên nhãn, cũng không thể thấy được. Các vị nay chỗ thấy thân thông Phật như thế, thân tướng chân Phật ấy thật chẳng thể nghĩ bàn. Nơi một chân long Phật hiện diệu lực thần thông, nếu lợi ích chúng sinh hãy còn vượt bàn luận. Nơi một lỗ chân long phóng vô số ánh sáng, chiếu khắp hằng hà sa vô lượng các thế giới. Các vị nay khen ta thực ngồi nơi chúng hội, trong mười phương thế giới, mà mỗi nơi cũng vậy. Ta dùng nhất thiết trí nói lực trí tuệ Phật, hãy còn chẳng thể tận, huống chi chư thanh văn. Chư Phật khó nghĩ bàn, pháp cũng vượt bàn luận, nếu người vẫn tin tưởng, phước báo cũng khó bàn. Bây giờ trong chúng hội có một đồng tử 7 tuổi tên là Tuyển Trạch, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng về Đức Phật cung kính đọc bài kệ: Thế Tôn, con phát tâm nguyện sẽ như Pháp Vương, nghe pháp bất tư nghị mà tạo trang nghiêm lớn, tịnh hết thảy chúng sinh mở hội pháp thí lớn, tạo tiếng trống sư tử thành tựu mọi sở thuyết. Thế Tôn, con từ nay hằng dứt tham gia quyến, ở trong pháp nay ở trong pháp Phật xuất gia tu chánh đạo, xuất gia siêng tinh tấn cùng thiền định trí tuệ, nên đạt chánh giác ấy nên con quyết tu học. Con quyết cầu an lạc, mong chóng được xuất gia, cạo tóc mặc pháp phục, lưu tu tập chánh pháp, sẽ đem lực tri kiến chọn lựa thế giới này, con sẽ là Thế Tôn, mong được cho xuất gia. Con dứt tưởng chúng sinh, do không có chúng sinh không đạt được pháp ấy, sẽ vì chúng sinh thuyết, trừ diệt chúng quân ma, khiến chúng ngoài đạo sợ, xua tan lưới tà kiến, đem lời lớn muôn loài, hành hóa đạo an lạc, mong đạt đến niết bàn. Đạo ấy phụ tướng vô sinh, nên chẳng thể nghĩ bàn.
đoạn trừ bao tối tăm, ánh sáng pháp tỏa khắp. Sẽ thuyết pháp như thật, theo tánh tướng các pháp, đạt diệu lực thần thông, y mọi sở hữu hữu. Chúng sinh nếu được thấy, dần dần hết mọi nghi. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo đồng tử tuyển trạch, lành thay, đại đồng tử. Còn đối với pháp của ta, mong được xuất gia chăng? Đồng tử tuyển trạch thưa, kính bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như Lai liền đọc bài kệ, tôi không mặc áo nhiễm, tôi không chút nhiễm vướng, chính ở nơi pháp Phật đúng là hàng xuất gia. Tuy chẳng lìa trang sức, mà dứt hết trói buộc, tâm không buộc không mở, đúng thực hàng xuất gia. Tuy chẳng thọ giới cấm, tâm luôn lìa mọi ác, định tuệ ở đức hạnh, đúng thực hàng xuất gia. Tuy chẳng thọ trì pháp, đến hoại được các pháp, lìa hết thảy tướng pháp, đúng thực hành xuất gia. Như chẳng phân biệt ngã, cũng chẳng chấp chúng sinh, mà tâm không thoái chuyển, đó là phát bồ đề. Như phát tâm bồ đề, chẳng chấp tướng tâm tận, vô đắc mà chẳng động, người ấy chẳng thể hoại. Lúc này tôn giả sẽ lại phát biện suy nghĩ, hôm nay vị đồng tử này đã phát nguyện lớn, và nguyện ấy như đã chờ đợi từ lâu. Đức Thế Tôn đã vì đồng tử ấy mà nói về pháp hết mực tâm diệu. Tôn giả sẽ lại phát biện đọc bài kệ hỏi Phật. Đồng tử tuyển trạch này, chốn hành hóa diệu ích, nghe pháp thâm diệu ấy mà tâm không kinh sợ. Người đó ở thời trước từng gặp bao đức Phật, nghe pháp thâm diệu này bèn có thể tinh thọ theo từng theo bao Như Lai, nghe pháp sâu như thế, nay nghe Thế Tôn nói mà tâm không thoái chuyển. Tức thì Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lại: đồng tử tiễn trạch ấy từng ở thế giới này, theo vô lượng chư Phật nghe pháp thâm diệu đó, ta rõ đồng tử đây nước ưởng già ma la chuẩn nghe các pháp Phật tu tập Bồ Tát Đạo, nên thông tỏ mọi nẻo, ấm giới cùng các nhập. Rồi ba cửa giải thoát là xứ và phi xứ. Ca thi kiêu tác la, trong ấy chúng nghe pháp, ta thể đều nhận biết cũng như ở hai nước. Đồng tử tuyển trạch ấy đạt được trí giải thoát, pháp lành mau tăng trưởng nên được trí như vậy. Toán số cùng các nghề, cùng sách vở thế gian. Mọi nẻo trí thức ấy thảy đều không quên mất, hết thảy trí thế gian đều luôn được ghi nhớ nên trí tuệ xuất thế, rõ mọi pháp là không. Nếu người thông tỏ được tướng không tất cả pháp, trải qua vô lượng kiếp trọn không mất trí ấy, đó là trí tuệ lớn, diệt được mọi phiền não. Kẻ vui trí không đó, nơi các pháp dứt nhiễm. Lúc này tôn giả sẽ là phát hỏi đồng tử tuyển trạch: đồng tử ở nơi pháp Phật muốn được xuất gia chăng? Đồng tử tuyển trạch thưa, con chẳng muốn xuất gia, con này đã là xuất gia rồi vậy. Tôn giả sẽ là phát biện dùng kệ hỏi: ta nay chẳng thấy người, thân mặc đủ pháp phục, râu tóc cũng chưa cạo, sao lại gọi xuất gia? Ông chưa có bình bát, hòa thượng A-xà-lê lại chưa thọ giới luật, làm sao gọi xuất gia? Nơi chúng đạo thọ giới, ai là bậc yết ma? Như trong pháp Phật ấy, pháp xuất gia theo đúng. Ông chưa có đủ việc, làm sao gọi xuất gia? Mà câu hỏi như thế, mong sẽ được đáp lại. Đồng tử tuyển trạch dùng kẻ đáp: như chẳng chấp ca sa, chẳng chấp phi ca sa, chẳng bỏ, chẳng nhận pháp, mới thực mặc ca sa. Con thọ trì ca sa, chẳng sinh mọi ưu não, y ấy tịnh, dứt cấu, con luôn mặc áo đó. Đoạn trừ mọi có sự, chính là cạo tóc râu, do dùng tuệ lực dứt, nên sâu chẳng lấy dại, chẳng giấy lại. Ứng khí con khó bàn, nhận hết thể các pháp, chẳng đầy cũng chẳng giảm, luôn giữ các pháp thiện. Con tự hành pháp thiện, trọn chẳng nhận nơi ngoài. Thành tựu nhất thiết trí là thọ giới cụ túc. Phật là yết ma con, xem hết thảy các pháp, luôn tu tập Phật đạo, gần gũi nơi chư Phật. Đấy là con xuất gia, cũng là giới pháp con. Chính là y bác con, cũng là bậc yết ma. Nếu hành con vô lượng, nơi pháp quý tạo nghiệp, từ quốc độ Phật này đến quốc độ Phật khác, yên ở nơi đạo tràng, hành thí bất tư nghị, con thọ chẳng riêng thọ, luôn cùng vô lượng chúng.
Bây giờ Đức Thế Tôn bèn nhìn chăm chú vào người đồng tử chuyển trạch, tức thì râu tóc từ nơi thân đồng tử lại được cạo sạch. Ikasa mặc vào như một như vị tỳ kheo mới được cạo tóc. 7 ngày sau thì chứng được năm thứ thần thông, liền ở nơi chúng ấy hốt nhiên biến mất. Khi ấy đại địa chấn động khắp thế giới này, khi chúng sinh lo sợ, trống trời tự nhiên kêu vang, hàng trăm ngàn thứ kỹ nhạc cùng lúc được hòa thấu, và ánh hào quang lớn tỏa chiếu khắp trời đất. Lúc này, Đức Thế Tôn mỉm cười do số loại màu sắc kỳ diệu cùng giới. Vô lượng ánh sáng rực rỡ từ nơi miệng Đức Thế Tôn phát ra, chạy vòng quanh khắp thế giới 3 lần, rồi trở lại nhập vào đỉnh Nhục Kế. Bây giờ, Tôn giả A Nan đứng dậy, vắt một vạt y đã trần vai bên hữu, chắp tay hướng về Đức Phật dùng kệ hỏi. Điều ngự sư tối thắng nơi chúng, nẻo phước đức tôn quý vời vời, trí tuệ thông tỏ không chướng ngại, nay hỏi bậc giác ngộ vô thượng. Thế Tôn chuyên gì mà mỉm cười, Phật chẳng cười, dối tất có nhân. A Nan theo Phật được thọ ký, mong được Thế Tôn dứt nghi con. Thế Tôn từ miệng phóng hào quang, sáng tỏ chiếu khắp mọi thế giới, chạy vòng quanh thế giới này, lại trở về nhập ở đỉnh thượng. Sẽ vì người nào tạo lợi ích, ai nơi Phật tuệ được thọ ký, nên khiến Thế Tôn hiện nụ cười, hào quang lớn tỏa thế giới Phật. Thế giới ấy nay đều trang nghiêm, hết thảy chúng sinh đều hoan hỷ, mà tâm an tịnh chẳng phóng dật, hiện diệu lực thần thông như thế. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Tôn giả này có thấy đồng tử tiễn trạch thân mặc pháp phục ở nơi chốn này hốt nhiên không còn thấy nữa chăng? Tôn giả A Nan thưa: Kính bạch Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật bảo: Tôn giả A Nan nên biết, hiện nay vị đồng tử ấy ở cõi này đã diệt độ rồi và đã xuất hiện ở thế giới diệu hỷ, quốc độ của Đức Phật A Xúc. Cho đến hết thọ mạng ấy luôn tịnh tu phạm hạnh, liền ở nơi thân đó tiếp tục tăng thêm thọ mạng. Như Thiên Đế Thích Đề Hoằng Nhân ấy liền ở nơi thân hiện tại mà tăng thêm thọ mạng, đồng tử tiễn trạch cũng dùng thân đó từ một cõi Phật này đi đến một cõi Phật khác, và nơi các quốc độ ấy đều tiếp tục tăng thêm thọ mạng của mình. Như thế lần cứ lần lượt chuyển biến, trải qua vô lượng lăng thăng kỳ kiếp chưa từng xa lìa Phật, ở nơi cõi chư Phật đều dùng hiện thần ấy để tiếp tục tăng thêm thọ mạng, trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, về sau này sẽ đạt quả đạo quả vô thượng Bồ Đề, thành Phật, hiệu là Đại Trí Tuyển Trạch. Thế giới của Đức Phật ấy tên là Thường Chiếu Minh. Này Tôn giả A Nan, chúng sinh ở thế giới đó đều từ hóa sinh mà có, chứ không theo con đường thọ thai, thầy đều ở trên đóa hoa sen, ngồi theo lối kiết già. Quốc độ của Đức Phật ấy có đủ vô số các thứ phước đức trang nghiêm kỳ diệu như vậy. Này Tôn giả A Nan, Bồ Tát có 4 pháp, nhờ đấy thân mạng chuyển đổi sẽ làm hàng tiền lai tỳ kheo, trọn không thọ thai, chịu hóa sinh từ hoa sen và liền ở nơi thân hiện tại mà tiếp tục tăng thêm thọ mạng của mình. Những gì là 4 pháp? Tự du thích xuất gia tu học cùng khuyến khích người khác thực hiện việc xuất gia, cũng vì nhân duyên hỗ trợ cho việc xuất gia ấy, nên khi người kia đã xuất gia thì vì đấy mà thuyết pháp chỉ dẫn đem lại sự vui vẻ thích thú, đó là pháp thứ nhất. Lại nữa, này Tôn giả A Nan, Bồ Tát tự mình có thể siêng năng thực hiện việc cầu pháp nơi chư Phật, cùng giáo hóa người khác làm công việc cầu pháp như mình, đó là pháp thứ nhì. Lại nữa, này Tôn giả A Nan, Bồ Tát tu thực hiện các hạnh nhu hòa nhẫn nhục cùng giáo hóa kẻ khác, khiến họ an trụ trong pháp nhẫn ấy, đó là pháp thứ ba. Lại nữa, này Tôn giả A Nan, Bồ Tát tự mình có thể học tập thực hiện các phương tiện để phát nguyện lớn cùng giáo hóa người khác, khiến họ thực hiện các phương tiện cùng phát nguyện lớn, đó là pháp thứ tư. Này Tôn giả A Nan, Bồ Tát nếu thành tựu được 4 pháp ấy thì trong quá trình thân chuyển đổi sẽ làm thiện lai tỳ kheo, trọn không theo nẻo thọ thai mà đều từ hoa sen hóa sinh, liền ở nơi thân hiện tại mà tiếp tục tăng thêm thọ mạng. Lại nữa, này Tôn giả A Nan, Bồ Tát nếu thành tựu được 4 pháp thì chúng cuộc không hề bị thoái chuyển hay mất đi đạt quả vô thượng Bồ Đề. Những gì là 4 pháp?
1. Bồ Tát kiên cố dốc phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ đề. 2. Luôn vui thích được thấy Phật. 3. Nghe pháp không chán. 4. Luôn thể hiện ngôn ngữ chân thật không ưa lối dối trá. Này tôn giả A Nan, nếu Bồ Tát nếu thành tựu được quả pháp ấy, thì đối với đạo quả vô thượng Bồ đề, chung cuộc không hề thoái chuyển. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa ấy nên nói bài kệ kiên cố quyết phát tâm thường phối thấy chư Phật, nghe pháp không hề chán, luôn giữ lời chân thật, để chúng sinh khổ não sinh lòng thương sâu xa, rõ tâm mọi chúng sinh thuận hợp mà thuyết pháp. Người ấy thường nghe pháp, tâm kia không biết chán, luôn tinh tấn tu tập, nên trí tuệ tăng trưởng, thường vì kẻ thành tính, an trụ trong lời thật, mọi ngôn thuyết tỏ bày, rõ không chút lầm lạc. Như nơi bốn pháp ấy, theo thời mà tu học, sẽ được đạo quả Phật, chuyển pháp luân vô thượng. Ta nói trong pháp đó, đạt phước báo vô lượng, ai nghe được pháp ấy mà không chịu tu học. Lại nữa này tôn giả A Nan, đại Bồ Tát nếu thành tựu được bốn pháp, thì trọn không khi nào quên mất đạo quả vô thượng Bồ đề, luôn được chư thiên long thần đều đến khuyến trợ, luôn không lìa nơi phước điện của các bậc thánh hiền. Nếu không có các bậc thánh hiền, thì liền ở nơi chúng hội tự làm phước điện những gì là bốn pháp. Một, đại Bồ Tát luôn siêng năng hành hóa, không hề biến trễ giáo hóa chúng sinh, khiến họ phát tâm cầu đạo quả vô thượng Bồ đề. 2. Siêng năng thực hiện không biến trễ việc cúng dường Như Lai nhằm cầu được chánh pháp. 3. Đem tâm tôn kính ấy cúng dường các bậc pháp sư. 4. Như thấy chúng sinh luôn bị bao nỗi khổ não sợ hãi phê buộc thì đem pháp vô úy bố thí cho họ. Này tôn giả A Nan, Bồ Tát nếu thành tựu được bốn pháp ấy thì đời đời không hề mất chánh niệm đối với đạo quả Bồ đề. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lập lại ý nghĩa vừa nêu, nên nói bài kệ cúng dường chư Phật, tôn kính Phật pháp, cũng đem tâm kính cúng dường pháp sư. Thấy bao khổ não chúng sinh sợ hãi, liền thấy vô ý cứu mọi khổ não, do căn lành ấy từng được thấy Phật thiên thần khuyến trợ. Luôn xuyên tu tập, nếu chẳng thấy Phật cùng đệ tử Phật hay bích chi Phật phước điền các thánh, nên tự xuất gia tu trích tịch diệt, nhập sâu thiền định, giấy năm thần thông, đạt được thần thông, đến khắp thế giới và nơi thôn xóm, khiến chúng theo pháp, chúng sinh được nghe, lìa niệm bất thiện, không khởi nghiệp ác, chuyển tướng kính thuận, chúng sinh từ đấy đều được an lạc. Nhờ pháp quý đó, ta cũng như thế, người được hành pháp, được phước đức ấy, tự lợi lợi người, ai chẳng hành thiện, nên cầu Phật đạo, nên hành pháp ấy, trọn luôn gần Phật, trí chẳng nghĩ bàn. Ta vốn tu pháp ấy, độ phước lành giải thoát, tâm tự được pháp đó, đạt vô thượng Bồ đề, ta chính bậc Thế Hùng, cũng tối thắng thế gian, lại trao cho thế gian trí tuệ vô thượng diệu. Này tôn giả A Nan, do từ nhân duyên ấy nên biết rằng Bồ Tát có khả năng thực hiện pháp ấy, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Chính nhờ đấy mà có thể tu tập đầy đủ các pháp Phật. Này tôn giả A Nan, về thời quá khứ trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, ở cõi Diêm Phù Đề này có một vị đại quốc vương tên là Phương Âm Vương. Phu nhân của nhà vua sinh được một thái tử. Bây giờ các thiên thần cùng các tiếng nói lớn, con người sẽ hành hóa các pháp lành nay đã xuất hiện ở đời. Nhà vua nghe âm thanh ấy tức thì lo sợ cho là điều lạ lùng. Thế nào là pháp, thế nào là gọi là phi pháp? Này tôn giả A Nan, vị vương thái tử ấy ngày một khôn lớn cho tới năm được 7 tuổi, đã đi đến chỗ vua cha, cung kính đảnh lễ bái ngang chân cha, rồi lui qua đứng một bên, hỏi vua cha rằng thế nào là pháp, thế nào là công đức pháp? Lúc ấy vua Phương Âm Vương đã dùng kệ đáp: hành thế giới đoạn ái dục, hành nhẫn vững trụ các phước lành, lìa giết trộm dâm nhận bất thiện, đó là pháp chư thánh được khen ngợi. Bây giờ thái tử dùng kệ hỏi: cha mẹ từng nói pháp như tại nhà trị nước, được thiện hiện khắp chăng, mong đáp rõ nghĩa ấy.
Thực hiện được chẳng được, kinh mông đáp như thật, lời thật vượt nẻo ác, chẳng sợ đọa địa ngục. Vọng ngữ đọa nẻo ác sẽ nhận khổ vô gián, vì thế chớ vọng ngữ, vì con nói như thật. Lúc ấy vua cha, vương âm, phương và âm vương, dùng kệ đáp lời con. Như tại nhà trị nước, chẳng thể đủ cái thiện, giáo gậy bất hại người, trong ấy có pháp gì? Nếu người chẳng theo mệnh, ta giận buông lời ác, cưỡng đoạt tài vật người, tăng biện pháp cấm trị. Ta nếu đi dạp xem, dân chúng tất sợ hãi. Đều nghĩ vua nay xuất, chúng ta gặp tội gì? Nếu ta nơi chánh tọa, có quan dẫn tội nhân, la liệt nơi trước ta, nói vua theo ý trị. Ta xét kỹ tội lỗi, tức thì tăng hình phạt, do chỉ vì việc khác. Tự gây tạo mọi tội, nếu buông lỏng sẽ hại, cõi nước ác loạn lạc, nên ta theo pháp giữ, dân chúng tất sợ hãi. Cha vua rất uy nghiêm, rất ác dặn thương xót, ác sẽ trụ nước này, chẳng dám theo giáo lệnh. Giờ thái tử pháp hành, theo vua nghe kể ấy. Sinh tâm chán thưa cha, con muốn hành đủ pháp, con chẳng tham ngôi nước, vì người sẽ tạo tội nghiệp tội, sẽ xa lìa cha mẹ. Xuất gia xin tu pháp, nếu vua cha không thuận, con nay sẽ tự hại, đập dược nhảy từ cao, hoặc dùng dao tự sát. Vua nghe con thề tốt, liền nặng ưu sầu bảo, con tùy ý tự vui, ta sẽ lo trị nước, cho con nhiều tài sản, chơi đùa mọi rừng quán. Sao lại bỏ xuất gia, bị người khác chế cười? Cùng lớn thọ năm dục, đến già hãy xuất gia. Mạng dục khó giữ tinh, gắng chớ sinh tâm chán. Đáp rằng thọ dục lạc, không chán tham giận phiền, xuất gia lìa mọi uế, luôn tu hành từ hỷ. Riêng nơi chốn vắng lặng, ở đấy tịnh lạc thiện, sẽ nương tựa chốn đó, giữ giới tu phạm hạnh, vô nên cùng xuất gia. Nước dân chúng ít gì, giờ người tạo nghiệp ác, tự nhận khổ địa ngục, luôn nuốt khỏi sắc nung, cùng uống nước đồng sôi. Hành ta gây nghiệp tội, quanh quẩn chốn địa ngục. Đinh sắt đóng vào thân, sắc nung buộc quanh người, lại dùng trâu cày sắt, cày xới nát thân hình, ngục tốt thật đáng sợ. Mắt xanh mà đầu vàng, dẫn người đến phạt dầu. Dây sắt xoay chuyển khắp, trải qua ngàn vạn năm, chịu đủ mọi khổ não, do nghiệp tội sâu nặng, mong chết cũng không được. Nếu từ vạc dầu ra, lại vào hầm lửa lớn, thân ấy lửa dữ bốc, như đốt rừng tre khô. Nếu ra chốn hầm lửa, liền rơi trên núi lửa, từ núi lửa rớt xuống là gặp hầm phân nhơ, trong ấy lửa sôi sục, ngậm sắc thân trùng rỉa, vô lượng ức ngàn năm chịu nổi luôn trong đó. Hoặc thoát khỏi nơi ấy, lại vào rừng tre khai, lửa dự cháy sáng rực, than hồng luôn đốt thân. Lúc vào rừng dự đó, bốn bề gió bùng lên, khô vang cả rừng rậm, đâm cứa vào thân thể. Hoặc từ đấy thoát ra, liền đưa tới rừng đao, cành lá như kiếm kích, giáo mát cùng đao mâu. Vừa vào tới rừng này, ba bốn bề giáo dữ, mưa trút bao mã nhọn, các tường khúc thân hình, đao kiếm tuôn như thế, luôn băm vằm thể xác, vô lượng ức ngàn năm, luôn chịu bao khổ độc. Nhớ ra được nẻo ấy, liền rớt xuống sông tro, da thịt thảy cháy hết, chỉ còn nắm hài cốt, trải qua vô lượng năm, nhận đủ mọi khổ não. Hoặc được ra khỏi đây, lại vào dòng đồng sôi, nước đồng nung lên láng, sóng dập tiếng vang xa, xoay chuyển trăm ngàn vòng, sóng lớn thấm dồn dập, hào địa ngục chảy quanh, tội nhân cuộn vào đáy. Lúc vừa mới rơi xuống, sóng dữ phủ trùm lên, chẳng biết đâu bờ đây, cớ chìm nổi giữa dòng. Hoặc từ đó được ra, lai xét đứng nơi bờ, mắt vàng rắn dài nhọn, liền túm lấy trói chặt, tra khảo rồi lại hỏi.
Ngươi mong muốn điều gì? Đáp rằng, tôi đói quá. Chỉ cần được ăn uống, tức thì loài quỷ dữ đặt sắc nung lên đất, bao nước thoại sắc kia, đốt cháy sạch gan ruột, trong ngoài đều nhẫn lửa. Sao trong dòng sông Tro, cho là dòng suối mát, vừa chạy tới lao đầu. Nếu thoát được cảnh này, lại vào chốn đất phận. Núi đao cùng hố lửa, luôn chuyện bao cảnh khổ. Vô giàu sang vô thường, không lâu sẽ tán hoại, thân mạng cùng ngôi vị, Phật dạy đều vô thường. Nên sẽ nhận lời con, bỏ nước cùng xuất gia. Mạng chung sẽ sinh thiên, cũng được lìa bát khổ. Xuất gia nơi vắng vẻ, tu tịnh giới thiền định, thương chuối hạnh từ bi, cùng tu không tịch diệt. Bây giờ sẽ tự biết, không có gì sánh bằng, được an lạc tịch diệt, cũng như đại phạm vương. Ta tự nói như vậy, vô cùng giới phu nhân và hết thảy người thân, không một ai ngăn ngại. Dân tử được xuất gia, cầu pháp tu thiền định, được đủ năm thần thông, vì mọi người thuyết pháp, tu tập tâm tịch diệt. Giả nói không vô ngã, các pháp không buộc cởi, luôn giảng pháp như thế, mà người nay đều nên nhất tâm quán chánh quán. Trong ấm giới nhập ấy, nào có ngã ngại sở, trăm ngàn ức chúng sinh nghe pháp bèn xuất gia, vua cha cùng phu nhân cũng theo pháp xuất gia. Người ấy xuất gia rồi phát nguyện lớn như vậy, nếu vương tử cầu pháp, tôi nguyện đều đạt được. Theo học Bồ Tát ấy đều phát tâm vô thượng, thuần hợp chốn giảng pháp, thánh Phật nhập niết bàn, A Nan vương tử đó cầu pháp độ cha mẹ, khiến trụ nơi pháp Phật là người nào khác chăng? A Nan chớ nghĩ thế, để chính ta hiện nay vì chúng tạo lợi lớn, khiến trụ trong Phật đạo, ta từ lúc phát tâm luôn dốc tâm cầu pháp, tinh tấn sức vững bền, rồi không chút biến trệ. Ta thường tu pháp ấy, tâm chưa hề mỏi mệt, không một chút hồ nghi sẽ đắc Phật đạo chăng? Luôn vui đạo Bồ Đề, nên tu tập tinh tấn, đem tâm vui cầu pháp, nên được tuệ tối thắng. Nếu người cầu Bồ Đề, nên tu học như ta, tròn chẳng hề thoái chuyển, thành Phật chuyển pháp luôn. Phẩm 31 cầu pháp. Đức Phật bảo Bổn Sư A Nan, Bồ Tát có bốn pháp. Nhờ đấy, các pháp được nghe thuyết giảng đều thông đạt diệu nghĩa của chúng, có thể đạt được trí tuệ nên đủ sức để thọ nhận các pháp ấy, có được chánh niệm bền chắc để nắm được diệu nghĩa của các pháp. Những gì là bốn pháp? Một, giới khởi sự siêng năng tu tập, cầu các kinh pháp hết mực tâm diệu như thế. Hai, đã có được pháp ấy thì theo như chỗ thuyết giảng mà an trụ. Ba, tự mình đã đứng vững nơi pháp ấy thì nơi khuyến khích dẫn dắt khiến cho nhiều chúng sinh cũng được đứng vào trong pháp đó. Bốn, đã cùng đứng vững nơi pháp rồi thì nên vì họ mà đeo bày giảng giải dễ dẫn, đem lại lợi lạc vui thích. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa ấy trên đọc bài kệ Bồ Tát cầu pháp diệu nên được lạc vô thượng, cho được pháp như vậy rồi không chút biến trễ, nghe pháp thâm diệu đó nơi chốn riêng tôi duy, nếu pháp được lãnh hội luôn nhất tâm tu học, xuyên giáo hóa người khác, khiến được trụ như mình, chẳng những chỉ ngôn thuyết, còn thân hành dẫn dắt. Lại nữa này Tôn giả A Nan, Đại Bồ Tát vì muốn có được pháp ấy, nên luôn nhận theo bậc pháp sư, suy nghĩ như thế này: ta vốn chưa được nghe, biết về pháp ấy, nếu làm trái đi thì sẽ không có được cái lợi lạc của pháp đó. Bây giờ, Đức Thế Tôn liền đọc bài kệ, nếu có bậc đa văn luôn gần gũi thuận hợp, xem đấy như pháp phương, do vị tu tập pháp, ta chưa được nghe pháp, chẳng rõ được diệu nghĩa, nhân duyên hoặc sai trái sẽ mất loại pháp ấy, đem tinh tấn bền chắc, đi bỏ hết thảy dục, thường có pháp quyết định tăng trưởng được trí tuệ, gần gũi bậc trí thức, nghe nhiều cùng thấy rộng,
Được mọi người tôn kính, họ trì được kinh ấy. Lại nữa này tôn giả A Nan, Đại Bồ Tát theo chỗ pháp mình để được lãnh hội, nên vì mọi người mà thuyết giảng rộng khắp nhưng không hề làm thương tổn đến pháp ấy. Này tôn giả A Nan, thế nào gọi là làm thương tổn đến pháp? Như có vị tỳ kheo thâm đắm về tâm tiếng, về y phục, đồ ăn uống, đồ nằm, thuốc men cùng nhiều thứ lợi dưỡng khác, là vì nhiều người mà thuyết giảng khen ngợi về sự thuận theo các pháp tu đầu đà, nhờ sự giữ giới thanh tịnh hay các pháp tương hợp với không rất thâm diệu, nhưng bản thân mình thì không theo đấy mà tu hành, đó chính là tỳ kheo đã làm thương tổn đến chánh pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa ấy nên nói bài kệ. Bồ Tát nghe pháp ấy và đại chúng giảng khắp, nẻo hành nên như thập Phật, chớ làm hại đến pháp, chớ vì chuyện lợi dưỡng, cũng chớ vì sân tán, luôn đem tâm từ bi mà nói pháp vô thượng, nơi chúng sinh khổ não phát tâm từ bi lớn, đang dốc tâm thuyết pháp, đem lợi lạc muôn loài. Nếu người nhằm lợi dưỡng về đại chúng thuyết pháp, do dựa nơi tục lợi, chính là làm hại pháp. Nên thuận theo kẻ trí như chỗ thuyết tu học, chẳng làm hại đến pháp, đó là hộ trì pháp. Cho tới tôi mười phương đều ngợi khen người ấy lành thay thuyết pháp giỏi, lại trụ nơi pháp đó. Lại nữa này tôn giả A Nan, Đại Bồ Tát như lúc cầu pháp đối với pháp sư không nên có những thái độ như nhìn ngó không tốt, nhăn nhó, coi thường, ngạo mạn, nói chung là những lỗi như thế, mà phải luôn tạo được sự thuận hợp để giúp tâm cầu pháp. Nói tôn giả A Nan, Bồ Tát làm thế nào để có được sự thích ứng trong cái cầu pháp? Nếu các bậc minh sư trưởng đúng như pháp mà chỉ giáo giáo phó, thì an trụ trong ấy để thực hiện đầy đủ các pháp và tăng thêm sự tinh tấn tu tập, là đem các thứ y phục, đồ ăn uống, đồ nằm cùng thuốc men và những thứ cần dùng khác để cúng dường pháp sư, các bậc sư trưởng. Đó gọi là Bồ Tát tạo được sự thích ứng cho việc cầu pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài kệ. Bồ Tát lúc cầu pháp không tìm lỗi pháp sư, làm theo lời chỉ dạy, cũng an trụ trong pháp. Bồ Tát lúc cầu pháp nên trụ đúng lời dẫn như pháp mà cầu pháp, an trụ trong pháp ấy. Vì thế kẻ cầu pháp nên trụ như lời dạy, đó chính là pháp đầu, nên hành theo đúng lời. Do chứng được tịch diệt, như ta từng thuyết giảng, ta vốn học pháp ấy nên đạt quả Bồ Đề, luôn cố gắng cầu pháp. Nơi pháp sinh tâm kính, theo chỗ pháp được nghe nên sinh trưởng Thế Tôn. Suy nghĩ như thế này, đấy là đại sư ta, người ấy khai dẫn ta, khiến trụ trong chánh đạo, đó là Thế Tôn ta. Tâm luôn thêm cung kính, từ nhân đại sư ấy liền bỏ nơi tục lạc. A Nan phải nên biết, về thời quá khứ xưa, quá vô lượng vô biên, cũng chẳng thể nghĩ bàn kiếp, có Phật hiện ở đời, hiệu Tu Di Sơn Vương. Sau khi Phật diệt độ, đệ tử Vitula can lợi trí tuệ lớn vì chúng thuyết giảng pháp. Thông tỏ nghĩa thâm diệu, rõ mọi ấm chế nhập, giới tịnh đạt bờ giác, phân biệt A Tỳ Đàm, siêu tu pháp ba học. Dự vững pháp tạng Phật, Tu Di, Phật Tu Di Sơn Vương, hộ trì lực thần thông, cầu trí lớn chư Phật, lãnh hội pháp thâm diệu. Phước đức tỳ kheo ấy nếu vậy chẳng thể hết. Thời trong thành Hoa Đại có trưởng giả sáng giàu, của cải thật đã lắm, phước đức càng thêm sáng. Trưởng giả tên Lạc Thiện được nhiều người quý kính, đức hành nhờ chỗ giới, nghe nhiều thì biết rộng. Trưởng giả ấy một hôm đến chỗ Vitola, bậc tỳ kheo Đa Văn tuyệt nghe mà giảng pháp. Trưởng giả nghe pháp xong, tâm vui phát nguyện rằng: mọi tài sản của tôi nguyện đem chúng cúng dường hết. Vị tỳ kheo đáp lời: lành thay việc đại thí, nghe pháp được tên tỏ là nền gốc Phật pháp, đem hết mọi tài vật dâng cúng pháp sư xong, liền trong 20 năm
luôn gần gũi hầu cận. Trưởng giả lạc thiền ấy, lúc theo bên pháp sư được nghe vô số pháp tâm trước sau không chán, lại phát tâm như vậy nhằm cúng dường đủ loại. Trong lúc cúng dường ấy, tâm cũng không biến mệt. Một lần đến thăm hỏi, đem 20 ức kim để dâng cúng pháp sư tại đều được thọ dụng. Thường liên tiếp như thế, tùy lúc mà cúng dường. Do sự cúng dường đó, tâm luôn được an lạc. Pháp sư Vitula với các đệ tử khác cũng đều đem cúng dường dâng vàng đến ngàn lượng. Để cúng từng ấy vàng, lại hiến ba thứ y, mà mỗi y giá trị 20 ức lượng vàng, lại vì Vitula cùng cả chúng tỳ kheo. Mỗi mỗi dựng phòng ốc cao rộng cùng trang nghiêm, tạo đủ số các tháp, dâng 20 ức kim, dường đem đủ mọi vật, thải đều, đủ vẻ đẹp. Pháp sư thường tùy lúc đến nơi ấy thuyết pháp, vì chúng đem lợi lớn cho tới khi mạng chung. Trưởng giả lạc thiền ấy vẫn lo toan cúng dường cho các hương xà duy xây tháp trong giờ tuần. Tháp bảy báu bảy sắc, chứa đủ xá lợi thầy, đặt yên nơi tháp báu, luôn cúng dường hoa hương. Trưởng giả lạc thiền này bày biện đủ như thế, rồi gặp vô lượng Phật hằng chẳng đoạn nẻo ác. Do duyên phước lệnh ấy, trong 80 ức kiếp thường lại làm đại phạm vương, cũng luôn gặp chư Phật. Lại 80 ức kiếp làm thiên vương đao lợi, thường được thấy chư Phật, cũng dường vô số thứ. Lại trong tận ấy kiếp làm chuyển luân thánh vương, cũng luôn được gặp Phật, đều giúp tâm cúng dường. Từ đấy cứ lần lượt lại được gặp vô lượng vô số a tăng kỳ na cho thế chư Phật, đã gặp vô lượng Phật cũng cúng dường vô lượng. Và hỏi về pháp Phật, Phật đều theo nghĩa đáp: A Nan, hãy biết rằng nơi thành hoa đại ấy, trưởng giả tiếng tâm kia chẳng phải người lạ nào, cho nên nghĩ điều khác, đó chính là thân ta. Thời ấy ta phụng sự pháp sư Vitula cần cầu đủ pháp Phật tạo cúng dường như vậy. Do duyên căn lành đó đạt vô thượng bồ đề, ta cúng dường pháp sư chỗ tạo gốc công đức nên được phước báo lớn. Đến đây hãy chưa hết, ta từ nhân duyên ấy đời đời chuyển cao hơn, được thấy vô lượng Phật cùng được nghe pháp Phật. Chư Phật đó giảng dạy cũng như nay ta nêu, đó đích thực Phật đạo các vị nên tu học. Tôn giả A Nan thưa với Đức Phật: Kinh bạch Thế Tôn, thật hết sức hy hữu. Đức Như Lai từ thời xa xưa đến giờ đã tích chứa gốc của mọi công đức ở nơi các đời quá khứ, luôn được tôn quý. Kinh bạch Thế Tôn, vì tỳ kheo Vitula thời ấy hiện nay vẫn còn hay đã nhập Niết Bàn, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Bậc tỳ kheo ấy hiện nay chưa nhập Niết Bàn mà ở trong pháp của ta hành hóa đạo Bồ Tát. Tôn giả A Nan lại nói: Kính bạch Thế Tôn, thật là ít có. Trưởng giả lạc thiện thời đó cúng dường tụng kinh pháp sư. Do từ gốc công đức ấy nên đạt được đạo quả vô thượng bồ đề, mà bậc pháp sư ấy đến nay vẫn còn hành đạo, hành bồ tát đạo như thế sao? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Tỳ kheo Vitula ấy đã không phát tâm bồ đề như ta, luôn đem sự chưa thích đạo pháp mà cầu đạo quả vô thượng bồ đề, chưa hề rời con đường khổ hạnh để cầu đạt đạo. Này Tôn giả A Nan, ta nay ở trong đêm dài của cõi sinh tử, luôn theo nẻo khổ đạo để cầu đạo quả vô thượng cho đặng chánh giác. Ta lúc tu hành bồ tát đạo đã phát nguyện rằng, nếu có những chúng sinh bị cuốn theo các nghiệp ác nên bị đọa vào ba đường ác chịu đủ bao nỗi thống khổ, ta lúc bấy giờ thành bậc chánh giác sẽ đọa thoát mọi chúng sinh khổ nào ấy. Này Tôn giả A Nan, hành vi tu tập của tỳ kheo Vitula ấy không thể nào nói hết được, dùng tán số thí dụ cũng không thể lãnh hội hết. Đã dùng hạnh tri lớn ấy mà phát tâm vô thượng bồ đề, do từ căn lành đó nên phát nguyện rằng, nếu lúc tôi tu tập đạo bồ đề, đối với những chúng sinh chưa đứng vào con đường chánh pháp cùng cầu quả vị thanh văn bích chi Phật, thì những chúng sinh ấy được thấy thân tôi hay nghe tên tôi
thảy đều có được pháp bất thoái, nó đạo do Thượng Bồ Đề. Tôn giả A Nan thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, vị pháp sư Vitula ấy từng thọ nhận mọi sự cúng dường của chúng giả lạc thiện ngày đó, hiện nay đang có mặt trong đại chúng hội này chăng? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Tỳ kheo Vitula thời đó hiện có mặt trong chúng hội này, để đứng nơi trước ta đấy. Phẩm 32: Ca ngợi chúng hội. Tôn giả A Nan thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Hiện nay đại chúng ở đây được xem là chúng hội, gồm những người đức hạnh thanh tịnh chăng? Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy. Này Tôn giả A Nan, như Tôn giả vừa nêu, đại chúng đây đều là hội gồm những người thanh tịnh đức hạnh, gọi là chúng của chư đại Bồ Tát. Này Tôn giả A Nan, đại chúng hội này là hội sư tử, là hội vô sở ý, là hội đại long, là hội thù thắng, là hội không gì có thể so sánh được. Tôn giả A Nan thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, do đâu mà gọi là hội đại nhân, là hội sư tử? Đức Phật nói: Này Tôn giả A Nan, ở nơi hết thảy các pháp đã phá trừ màn vô minh lớn, đem lại lợi ích cho vô lượng vô số chúng sinh, do phát đại nguyện nên gọi là hội đại nhân. Các vị Bồ Tát ấy đã tạo được sự trang nghiêm lớn lao, đã có thể thu nhiếp tất cả các pháp của chư Phật, nên gọi là hội sư tử. Lại nữa này Tôn giả A Nan, như sư tử trú ở trong hang sâu, theo chốn trú xứ ấy, các loài thú vật nhỏ không thể nào gần được, do vì không cảm nhận nổi âm vang của tiếng rống kia. Nếu có con vật hay kẻ nào đến gần, nghe khí lực của tiếng rống ấy, tức thì đều ngã lăn ra đất. Này Tôn giả A Nan, các hội Bồ Tát, hội đại nhân, hội đại sư tử, hội thù thắng, hội không có gì có thể sánh được ấy, cũng giống như thế. Nơi chốn trú xứ, hết thảy các thứ ma đều không thể đến gần để quấy nhiễu. Nhưng có kẻ đến gần, tức thì phải chịu lấy bao sự khổ não, sợ hãi, tâm hoảng loạn, thoái lui và mất dạng, là vì không thể kham nổi uy đức thần lực lớn của Bồ Tát. Này Tôn giả A Nan, như sư tử chúa ba lượt phát ra tiếng rống, âm thanh ấy vang khắp cả trong phạm vi một do tuần, trên dưới mọi phương cũng thế tới một do tuần. Này Tôn giả A Nan, tiếng rống của sư tử chúa ấy đối với những sư tử nhỏ hãy đều kính sợ, huống hồ đối với các loài chim, loài thú khác. Cả loài voi chúa bạch hương nghe tiếng rống ấy cũng đều hoảng sợ, không thể tự mình cất nổi tiếng kêu lớn được. Này Tôn giả A Nan, các hội Bồ Tát, hội đại sư tử, hội vô sở ý ấy đối với các vị mới tu học hay các Bồ Tát giả danh, cũng như những sư tử nhỏ nghe tiếng rống lớn 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 kia, tức thì lẩn trốn ngay. Này Tôn giả A Nan, nơi đại chúng này hàng Bồ Tát xấu ác tham đắm lợi dưỡng, mà có được tiếng tâm được nhiều người biết đến. Nghe các vị đại Bồ Tát nói về các pháp thâm diệu thì thấy đều kinh sợ nên bị rơi xuống hang hố sâu. Vì sao? Vì các vị Bồ Tát ấy đã nêu giảng các pháp âm không vô tướng vô tế, khiến cho các Bồ Tát nhỏ còn tham đắm nơi tôi ta, nơi các nhập ấm giới, cũng như còn chấp nơi các pháp trì giới, thiền định, trí tuệ, còn chấp vào các đạo quả chứng đắc, còn chấp vào niết bàn, chư Phật thì không thể kham nhận được. Này Tôn giả A Nan, trong các pháp của Phật, thế nào gọi là không vô tướng vô tác? Ta này thuyết không, nhưng ở trong ấy không có pháp nào là không, cũng không có chỗ lệ thuộc. Không xem cái ấy là không, cũng không có nơi chốn. Này Tôn giả A Nan, ta nói vô tướng, trong đó không pháp nào có thể mang tên là vô tướng, cũng không có chỗ lệ thuộc, cũng không có pháp nào được xem là vô tướng, cũng không có nơi chốn. Này Tôn giả A Nan, ta nói vô tác, trong ấy không có pháp nào có thể mang tên là vô tác, cũng không có chỗ lệ thuộc, cũng không có pháp được xem là vô tác, cũng không có nơi chốn của sự vô tác ấy. Này Tôn giả A Nan, Như Lai tuy nói về pháp có thể đoạn ấy, nhưng trong đó không có pháp có thể đoạn, cũng không có người đoạn,
không có pháp được dùng để đoạn, cũng không nơi chốn để đoạn. Này tôn giả A Nan, Như Lai tuy nói về pháp có thể chứng đắc, nhưng ở trong ấy không có pháp nào được chứng đắc, không có người chứng đắc, không có pháp dùng để chứng đắc, và cũng không có nơi chốn dùng cho sự chứng đắc ấy. Này tôn giả A Nan, Như Lai tuy nói về pháp có thể tu tập, nhưng trong ấy không có pháp nào để tu tập, không có người tu tập, không có pháp dùng để tu tập, cũng không có nơi chốn dùng cho việc tu tập ấy. Này tôn giả A Nan, Như Lai tôi nói về phá tan hoại, nhưng ở trong ấy không có pháp nào có thể bị hoại, không có người hoại, không có pháp dùng để hoại, và cũng không có nơi chốn dùng cho việc hoại đó. Này tôn giả A Nan, Như Lai tôi nói về pháp hữu phi, nhưng không có pháp nào là hữu phi, cũng không có chỗ lệ thuộc, không có chỗ hiện bày cái dụng của nó là pháp hữu phi. Này tôn giả A Nan, Như Lai tôi nói về pháp vô phi, nhưng trong ấy không có pháp nào là vô phi, cũng không có chỗ lệ thuộc, không có chỗ hiện bày cái dụng của nó là pháp vô phi. Này tôn giả A Nan, Như Lai tôi nói về pháp cấu nhiễm, nhưng trong ấy không có pháp nào là cấu nhiễm, cũng không có chỗ lệ thuộc, không có chỗ hiện bày cái dụng của nó là pháp cấu nhiễm. Này tôn giả A Nan, Như Lai tôi nói về pháp thanh tịnh, nhưng không trong ấy không có pháp nào là thanh tịnh, cũng không có chỗ lệ thuộc, không có chỗ hiện bày cái dụng của nó là pháp thanh tịnh. Này tôn giả A Nan, đó chính là ấn của tất cả các pháp, ấn không thể bị hủy hoại, cũng không hề biến đổi, ở nơi ấy cũng không có hình tướng của ấn. Này tôn giả A Nan, nếu chư Bồ Tát có thể đạt được ấn ấy thì thật là bậc sư tử trong loài người, là người đi riêng một nẻo, là người dứt sạch mọi thứ sợ hãi, dùng tiếng trống của sư tử làm cho ngoại đạo phải kinh sợ lẩn trốn, hàng phục các thứ ma, những hạng còn tham đắm vướng chấp không thể nào sánh kịp, khiến cho những kẻ tăng thượng mạng phải khiếp sợ, làm lay động vỏ cố chấp của kẻ năng ngã kiến, không tin theo lời xúi dục của ma, khiến cho hàng Phật tử đều được vui vẻ, có thể vì tất cả chúng sinh trong mười phương mà khai mở pháp tạng của Phật, có thể dựng lên ngọn cờ pháp, giống lên tiếng trống pháp lớn, thôi vang tiếng loa chánh pháp, khiến cho hàng Phật tử được thưởng thức pháp vị, nhận ra pháp thí, có thể dựa nói chánh pháp, dẫn dắt bao người đi vào nẻo thiện. Này tôn giả A Nan, như sư tử chúa từ chỗ ở đấy lên ba tiếng rống lớn, đám sư tử con nghe được âm thanh ấy thì tại đều vui mừng, mặt song sáo tới phía trước, dòm ngó bốn phương, không một chỗ nào làm chúng sợ hãi. Này tôn giả A Nan, các hội của những bậc sư tử đại trí, họ dứt hết mọi sợ hãi, hội của các bậc đại sĩ đại trí ấy, đối với chư đại Bồ Tát chân chánh dốc phát tâm vô thượng Bồ Đề, căn lành chưa thuần thục, nếu được nghe tiếng sư tử đóng nói về thật tướng của các pháp như thế thì không chút kinh sợ, mà còn tăng thêm tâm vui mừng phấn khởi. Nơi tôn giả A Nan, như sư tử chúa nơi chỗ ở của mình đi riêng một lối không chút sợ sệt, các hội đại sư tử hội dứt hết mọi sợ hãi như thế, là đối với Phật pháp tạo được sự trang nghiêm lớn lao, sự trang nghiêm không hai, không một ai có thể so sánh. Suy nghĩ như vậy, ta sẽ riêng một mình đạt được đạo quả vô thượng Bồ Đề, sẽ không có một ai sánh được trong sự chứng đắc các pháp Phật. Này tôn giả A Nan, như sư tử chúa có cái sư tử cái, lúc mang thai chỉ nhận một lần chứ không hai lần. Này tôn giả A Nan, các hội sư tử hội dứt hết mọi sợ hãi, hội đại Bồ Tát ấy, các vị Bồ Tát hiện có đều phát tâm đại thừa, không hề có ý niệm trở lại những lấy hai thừa. Này tôn giả A Nan, như sư tử chúa muốn hại các loài thú khác hoặc lớn hoặc nhỏ, cô đều dốc một sức mạnh. Này tôn giả A Nan, hội sư tử hội dứt hết mọi sợ hãi, hội đại Bồ Tát với các pháp được thuyết giảng đều dùng nhất tâm khiến cho mọi người thể cùng được thông tỏ lãnh hội. Vì thế này tôn giả A Nan, hiện nay hội lớn này được mang tên là hội sư tử. Phẩm 33, thượng kiên đức. Bây giờ trong chúng hội có vị tỳ kheo tên là Kiên Ý,
Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, phía một vạt y đã trần vai bên hữu, cung kính chắp tay thưa với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, con muốn cúng dường kinh pháp này, con muốn được cúng dường ba đời chư Phật cùng chư Bồ Tát đã từng tu học pháp ấy. Con cũng muốn được hiến trợ khi thân thêm căn lành, chính từ những mong ước đó. Nay con xin đem vật quý giá dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Tức thì vị tỳ kheo ấy lấy y tung lên chỗ Phật, lại cầm nơi giữa y mà thưa với Đức Phật rằng: Hôm nay con đem tấm y dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Nguyện về đời vị lai ở trong khắp mọi chỗ mọi nơi, những người nghe theo pháp này do thuận theo ý Phật nên cũng phụng hiến y như vậy. Tỳ kheo kiên ý liền đi đến chỗ tỳ kheo tinh đắc và nói: Này bậc thiện tri thức, xin hãy cùng tôi cùng đem tấm y này dâng lên cúng dường Đức Như Lai. Liền cùng tỳ kheo tinh đắc mà tấm y ấy dâng lên Đức Phật là nhằm tăng thêm căn lành. Đức Như Lai liền hiện diệu lục thần thông đớn đau. Bây giờ Tôn giả A Nan cùng với bốn chúng đệ tử đều ở nơi tấm y ấy được trông thấy vô số sự biến hóa thần diệu của Đức Như Lai. Tôn giả A Nan liền thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Đức Như Lai tôi đã biết rồi nhưng vẫn hỏi: Này Tôn giả A Nan, Tôn giả nhận thấy những gì, những ý nghĩa thế nào mà cho là hy hữu? Bây giờ Tôn giả A Nan muốn làm sáng tỏ sự việc ấy nên dùng kệ thưa với Đức Phật: Chúng con nơi y này thấy vô lượng Bồ Tát tâm dũng phát Bồ Đề, khen Phật rồi bay đi, lại thấy chư Bồ Tát đều từ trong y ấy mang vô lượng trong ngàn A Tăng Kỳ loại y, đem những tâm y ấy dâng cúng dường phương Phật. Còn đi khắp đó đây, vô lượng lực thần thông, cả dân y phụng Phật đều được Phật thọ ký. Người ấy dần hành đạo sẽ được thấy, sẽ được làm Phật. Theo từng chốn trú xứ, tạo quả Phật thanh tịnh, chúng sinh đều cho rằng nơi chúng ấy thành Phật, lại thấy vô lượng ức, đủ mọi thứ kỹ nhạc. Từ đấy xuất phát âm, không trung nghe tiếng Phật, con thấy cõi tam thiên, chư Phật thảy đầy khắp. Thế Tôn, con nay nghĩ, tự do chẳng thanh văn, lực thần thông ít có, trái loà tâm mắt con. Con nay dùng thánh trí, quán ba cõi đều không. Con nơi trí không đó, cùng đạt trí vô sinh. Trong các trí như vậy, luôn chẳng mất chánh niệm. Nếu do căn nghiệp báo, trong ấy ắt lầm lạc. Bốn chúng cùng hoan hỷ, bay lên khắp không trung, thảy đều ngồi tòa báu. Trên đó sen ngàn cánh, là ở trong y ấy, thấy mười phương thế giới. Chư Phật bậc đạo sư với đại chúng vây quanh, lại thấy các thượng nhân hành thí bất tư nghị vì cầu đạo Bồ Đề, luôn gần gũi chư Phật. Do rõ nhân duyên ấy, đem lợi lớn muôn loài, nên tự thân hóa hiện, thuyết pháp khắp mười phương. Chỗ con thấy trong y mọi việc chẳng kể hết. Thấy trong y Bồ Tát, tâm hoan hỷ tôn kính, như Phạm Vương tự tại, rõ mọi lực thần thông, đa văn đại biện tài, để đều pháp tổng trì, chuyển xe chánh trí Phật. Khắp mười phương như thế là thấy chư Bồ Tát du hóa các thế giới để biến thành các báu hoa hương thêm trang nghiêm. Thế Phật ngồi đạo tràng vì pháp luôn vô thượng, toàn lực Phật như vậy đều từ trong ý hiện đến nơi các thế giới, biến hóa từng ấy hình, thuyết pháp đem lợi ích đều khiến trụ Bồ Đề. Này thấy việc hy hữu, việc ấy khó thể tin, toàn lực Phật vô lượng năng hiện nơi chúng sinh, Phật là phước điền tốt bậc nhất trong nhận thấy. Kẻ thấy được phước lớn, dứt được mọi nỗi khổ, nếu có ngàn vạn kiếp tán dương cũng chẳng hết. Vì ai nên thể hiện các thần lực như thế, ai sẽ tình cả Phật tu đạo Bồ Tát ấy, ai được thần lực đó mong Phật giấc ngờ con. Các hoa sen bày báu lớn như bánh xe to, chúng Bồ Tát an tọa du hóa đến mười phương. Hầu Phật xong trở lại, liền đạt vô thượng giác, thế giới rộng trang nghiêm, hiện lực bất tư nghị. Còn nơi thế giới ấy, thấy một vị Bồ Tát tinh tấn hành Bồ Đề, tay cầm y mà đứng, mong Phật nói việc đó làm sao để tu học. Đạo ác xưa từng thấy vô lượng, cũng hành vô lượng tâm tùy hỷ,
nguyện cùng với tất cả chúng sinh vì thế này thấy đều được vui. Thế Tôn, vì con nêu việc ấy, dứt hết thảy mọi tâm nghi hoặc. Như vậy tỳ kheo tạo nguyện kia là tinh đắc hay là kiên ý? Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, Tôn giả hãy đợi một lát, Bồ Tát kiên ý muốn được nêu câu hỏi. Sau đấy ta sẽ đáp điều vừa rồi. Bây giờ Bồ Tát kiên ý thưa với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, con muốn được hỏi. Nên Thế Tôn chấp thuận thì mới dám trình bày. Đức Phật bảo Bồ Tát kiên ý, Bồ Tát cứ việc bày tỏ. Ta sẽ vì Bồ Tát mà thuyết giảng khiến đạt được sự vui vẻ. Bồ Tát kiên ý thưa, kính bạch Thế Tôn, chỗ Thế Tôn dạy là đi vào pháp môn. Vậy thế nào là pháp, thế nào là môn, thế nào là được nhập vào? Kính mong Thế Tôn phân biệt đầy đủ và nêu rõ thế nào gọi là pháp, thế nào gọi là môn, được nhập vào như thế nào, ai được xem là người nhập. Bây giờ Bồ Tát kiến ý dùng kệ hỏi rằng, sao gọi là vô thượng, thế nào là pháp môn, làm sao vào môn ấy? Kinh mông đáp rõ nghĩa, làm sao vào môn đó để được giác ngộ Phật, làm sao lúc thuyết pháp biện tài được vô cùng, pháp ấy từ đâu lại, nay đến chốn, nay đến trụ chốn nào? Làm sao nơi các pháp mọi niệm không lỗi lầm, thế nào là nhập tướng, thế nào là đã nhập? Làm sao khi thuyết pháp các pháp như hiện tiền, lúc thuyết vô số pháp làm sao tâm không loạn, làm sao vô lượng kiếp biện tài không gián đoạn? Chư Bồ Tát như thế, dốc trí cầu thế nào thuyết pháp không giới mốc mà không tan thường mạng? Bồ Tát ấy đời trước hơi hướng thí thế nào, đời đời khi thuyết pháp biện tài luôn tiếp nối? Cốc trì giới thế nào, làm sao tu giới tịnh, làm sao hồi hướng giới mà tâm luôn hướng thượng? Làm sao tu hạnh nhẫn, làm sao tu tập nhẫn, nhờ đấy nên đến được chốn vô thượng vô tận? Hành tinh tấn thế nào, làm sao tu tập được, nên luôn trong mọi đời chẳng lìa Phật giác ngộ? Làm sao khởi thiền định, tu tập phải làm sao, nơi định quán pháp gì, đạt biện tài vô tận, trí tuệ cầu thế nào? Gần gũi để tu tập nơi trụ của tuệ ấy mà biện tài không dứt, trụ pháp lành vô thượng, thuyết tướng thật các pháp, nhớ nghĩ trí tuệ Phật, tịch diệt không thâm diệu, đọc tụng mọi tư kinh, lãnh hội đúng diệu nghĩa mà chẳng muốn giảng nói, nên xa lìa trí thật, con hỏi Phật nghĩa ấy, dứt hết mọi nghi hoặc. Ở trong đời vị lai sẽ có các pháp sư, làm sao được gần gũi nhằm thăm hỏi các pháp, làm sao tu pháp hành cùng hộ trì các pháp, đem lực xứ phi xứ vì con đáo nghĩa đó, vì con trước mọi ngờ của chúng sinh đời sau. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát kiên ý, lành thay lành thay, Bồ Tát đã có thể hỏi Như Lai về các sự việc mang ý nghĩa thâm diệu như vậy. Bồ Tát về đời sau thời quá khứ, nơi vô lượng trú xứ của chư Phật đã vun trồng sâu dày gốc công đức, cúng dường kính lễ tham vấn nhiều điều sâu sắc. Này Bồ Tát kiến ý, ta nhớ lại từ Bồ Tát từ xưa ở nơi thế giới một phần trong cõi hư không này đã từng theo số vạn tám ngàn chư Phật đã tham vấn những ý nghĩa như vậy. Lúc chư Phật giải đáp về ý nghĩa chỗ tham vấn của Bồ Tát, vô lượng chúng sinh nhờ đấy mà có được lợi ích lớn. Vì thế nên biết rằng Bồ Tát về đời quá khứ để giúp vun trồng căn lành nơi trú xứ của chư Như Lai. Này Bồ Tát kiến ý, về thời quá khứ xa xưa, trải qua vô lượng của biển hai tăng kỳ kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Xuất Bảo Quang, với đầy đủ các tôn hiệu Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Đường Ngự Trường Phu Thế Gian Sư Phật Thế Tôn. Thọ mạng của Đức Phật ấy là nửa kiếp, có 70 ức chúng La Hán thể đều dứt sạch các lậu, tâm được tự tại. Đức Phật xuất bảo quang cùng với các đại chúng du hóa khắp các thôn ấp trong nước và đều ở chung một nơi. Thời bấy giờ cõi chiến vô đề, đất đai hết mực rộng lớn, bao quát cả đến 7 vạn nơi do thách do tuần. Để có vị chuyển luân thánh vương thuộc dòng sát lợi, đã chịu phép quán đảnh tên là Thượng Kiên Đức, có trị 4 cõi thiên hạ. Này Bồ Tát kiên ý, thời đó cõi Diêm Phù Đề có 80 ức thành, thể đều rộng lớn, dài 40 do tuần,
rộng 30 cho tuần. Dân chốn đông đúc, đều an cư lạc nghiệp. Giữa cõi Diêm Phù Đề có một tòa thành lớn, ngay dọc bằng nhau, mỗi chiều là 80 do tuần. Các đường đi trong thành đều thẳng tắp, cùng chạy theo hàng tương ương nhau. Mà mỗi đường chính đều rộng đến nắp dặm, bên trong có một thành nhỏ tên là An Ẩn, vô thượng kiên đức ngự nơi thành ấy. Này Bồ Tát kiến ấy phen tòa thành ấy có tới 7 vạn vườn cây, rất thích hợp với mọi lúc mọi nơi. Mọi người, nơi dân chốn khắp nơi cùng đến để vui chơi giải trí. Đã có một vườn lớn dài rộng bằng nhau, mỗi chiều là 80 giờ tuần, là chỗ du ngoạn của nhà vua. Nó có 7 lớp cây báu được phun được trồng thành hàng trong vòng quanh đều đặn. Cũng dùng 7 thứ cho báu để làm 7 lớp lưới rộng rộng dân phủ khắp bên trên. Khoảng giữa 7 lớp hàng cây cũng dùng 7 thứ cho báu để tạo 7 lớp tường thành và 7 lớp hào sâu bọc quanh thành. Vua thượng kiên đức thường du hành đến các nước rồi trở về thành An Ẩn. Được nghe là Đức Phật cùng với đại chúng đã du hóa qua nhiều quốc độ, bây giờ đến thành này. Nhà vua nghe tin hết sức hoan hỷ, liền thân hành đến chỗ Phật xuất bảo quang, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi đứng sang một bên. Bây giờ Đức Phật xuất bảo quang thấy nhà vua thành tâm và có nhân duyên tạo tác từ trước, nên đã vì nhà vua mà tiết tạng kinh Bồ Tát nhằm dứt trừ mọi mất nghi của chúng sinh, khiến mọi người được vui vẻ. Vô thiện kiên đức được nghe pháp nên rất hoan hỷ, bèn suy nghĩ từ nay nên đem khu vườn ấy với đầy đủ các thứ kỳ diệu nghiêm đẹp dâng lên Đức Như Lai, mong được tọa dụng. Liền ở nơi khu vườn đó để xây dựng 70 ức các phòng ốc dành cho tăng chúng, dùng loại y quý giá che đất để tạo nên 70 ức chốn dành cho tăng chúng và Phật đi canh hành. Các thứ giường ngủ nghỉ, đồ nằm cũng có tới 70 ức, đều được bày biện xong xuôi. Nhà vua lại chỗ Đức Phật cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và thưa: kính mong Thế Tôn thương xót đến con, nên cùng với đại chúng vào ngày mai sẽ được tỉnh tới hoàng cung. Đức Phật xuất bảo quang yên lặng chấp thuận. Nhà vua biết Đức Phật đã đồng ý nên cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi nhiều vòng quanh chỗ Phật theo phía tay phải rồi trở về. Ngay trong đêm ấy, nhà vua đã vì Đức Phật cùng tăng chúng cho sửa soạn đầy đủ các thứ ngon vật lạ mà Bậc Tuyển Long Thánh Vương thường dùng. Sáng sớm hôm sau, nhà vua đến chỗ Phật và thưa rằng: kính bạch Thế Tôn, mọi thức ăn vật uống đã sẵn sàng. Kính bạch Thế Tôn và đại chúng cũng đến thọ trai. Bây giờ Đức Phật xuất bảo quang, khoác y mang bình bát cùng với 70 ức các vị đại A-la-hán để cung kính vây quanh Đức Phật và tất cả cùng đi đến nơi vườn lớn kia theo thứ tự mà an tọa. Vô thượng kiên đức thấy Phật cùng tăng chúng đã an tọa ổn định rồi, liền tự tay mình làm việc bưng dọn các thứ ngon vật lạ cúng dường Phật và đại chúng. Nói chung mọi thứ đều đầy đủ chu toàn. Sau khi Phật và đại chúng thọ trai xong, nhà vua liền dâng cúng Phật và chúng tăng mỗi vị một tấm y. Cúng dược y xong, nhà vua tự tay bưng cái chung vàng đựng nước rửa tay của Đức Phật xuống, rồi thưa với Đức Phật rằng: con xin đem khu vườn lớn này cùng với các phòng ốc, các nơi kinh hành và những thứ giường ngủ nghỉ đồ nằm, cả những người giữa vườn dâng lên Phật và tăng chúng, mong được Đức Thế Tôn nhận lời. Con cũng xin được tự thân mình là việc cung cấp cúng dường Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát kiên ấy: nhà vô thượng kiên đức là việc cúng dường Phật xuất bảo quang, sớm tối luôn theo luôn đến chỗ Phật để nghe pháp. Như vậy cho đến nửa kiếp, thường tham vấn Đức Phật ấy các pháp về nhân quả nghiệp báo. Đức Phật theo chỗ hỏi mà giải đáp, đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Này Bồ Tát kiên ấy, Bồ Tát cho rằng vị Trường Loan Thánh Dương thượng kiên đức thời đó là một người nào khác lạ chăng? Chớ nghĩ vậy, đó chính là thân của Bồ Tát đấy. Này Bồ Tát kiên ấy, ta nhớ rõ là Bồ Tát từ xưa và đời quá khứ đã từng được nghe pháp này, nên đã đem những vật dụng hết sức quý giá cúng dường 1.000 vị Phật. Hôm nay Như Lai cũng sẽ vì Bồ Tát mà thuyết giảng về pháp môn ấy, để từ đó hội nhập vào thật tướng của các pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.
Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ, quyển 9,